Năm 2019, bạn đã sẵn sàng cho những điều thú vị cùng truyền hình Vĩnh Long. Những bộ phim đặc sắc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Những xuất phẩm không thể bỏ lỡ của truyền hình châu Á. Tất cả sẽ được tìm thấy trên kênh truyền hình mới nhất của truyền hình Vĩnh Long. Hãy khám phá và thưởng thức phim truyện theo cách hoàn toàn khác với truyền hình Vĩnh Long 3. Kênh phim đặc sắc châu Á sẽ được ra mắt với khán giả từ ngày 3 tháng 2 năm 2019. Truyền hình Vĩnh Long mang niềm vui đến mọi nhà.